vị và các bạn đang đến với Siêu Bánh, nơi dành cho những thợ bánh lành nghề thể hiện tình yêu của mình với bánh ngọt. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang đến với chặng đường nước rút để có thể tìm ra được quán quân mùa đầu tiên của chương trình Siêu Bánh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với màn tranh tài đầu tiên trong top 4. Xin mời hai thợ bánh. Ở lần quay trở lại này thì không biết là chị Kim Kim cảm thấy như thế nào? Được biết đối thủ của mình là bạn Nguyên đây rất là giỏi và rất là mạnh, cho nên là mình cố gắng vượt qua bản thân và đánh bại bạn Nguyên. Rất là hãnh diện và tự hào về bản thân vì đã đi đến được vòng bán kết này. Đối thủ hôm nay của mình thì mạnh về phần trang trí tạo hình, hơi yếu một chút về cái phần hương vị. Cái tạo hôm nay chắc là cần vài công sức. Vậy thì chị Phương Nguyên, cảm xúc của chị như thế nào khi mà nghe chị Kim vừa đánh giá mình là một trong những đối thủ cực kỳ nặng ký? Bạn ấy đang dùng chiến lược để mà giảm đi cái sự gọi là cảnh giác của mình, nhưng mà không, mình không mắc lừa đâu. Bởi vì ngày hôm nay sẽ quyết định được mình có vào vòng chung kết hay không. Cái sự cố gắng của mình phải nhân lên tới 1000 rồi. Và trước khi đến với thử thách ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ bà giám khảo. Xin mời. Xin giới thiệu giám khảo Kiều Anh. Xin giới thiệu giám khảo Vân Anh. Xin giới thiệu giám khảo Tịnh Hải. Và cuối cùng giám khảo Duy Khương. Lần đầu tiên chị Tịnh Hải có mặt tại Siêu Bánh thì không biết chị có mong chờ gì với hai thợ bánh của chúng ta đúng không ạ? Thực sự Tịnh Hải theo dõi rất là nhiều. Ấn tượng của chị Tịnh Hải đối với chương trình là đem sự ngọt ngào, yêu thương của chiếc bánh đến từng những người mà yêu ẩm thực về bánh. Và đồng thời nữa là các thí sinh ở đây đầy nhiệt huyết và năng lượng. Và kỳ vọng lớn nhất của chị đến với hôm nay đó là chờ đợi sự sáng tạo, sự bất ngờ và dám làm và dám khẳng định bản thân với những chiếc bánh của mình. Vậy thì anh Duy Khương ơi, nãy giờ em thấy là anh đứng gọi là quan sát rất là kỹ hai thợ bánh. Thực ra là một cái cảm giác rất là vui, bởi vì là hiện nay các bạn trẻ rất là giỏi. Với những cái ngành nghề bây giờ ẩm thực các bạn rất là quan tâm. Hy vọng là các bạn ở đây sẽ có thật là nhiều cái năng lượng tích cực cũng như là cái sự đam mê cháy bỏng với cái nghề nghiệp của mình, thì ở chặng đường nào các bạn cũng sẽ thành công và gặt hái thật là nhiều cái sự may mắn trong con đường các bạn. Yeah. Vậy thì còn chị Kiều Anh, chị có một cái điều gì muốn gửi gắm cho hai thí sinh hay không? Tối qua các bạn có ngủ hay không? Dạ không. Giám khảo cũng không có ngủ, cũng lo lắng cho các bạn, nhưng mà anh muốn tìm thấy nhiều hơn nữa sự nhiệt huyết và đam mê của bạn qua những chiếc bánh, và anh đang chờ đón điều đó. Vậy con chị Vân Anh thì sao ạ? Vòng này chúng ta sẽ trên tinh thần bứt phá, thì các em hãy vượt qua những giới hạn của chính mình để đem đến những cái món bánh mà có thể trước giờ các em chưa bao giờ làm tới. Mình sẽ không nói về chuyên môn, thì mình xét về cái gọi là cái trải nghiệm của người yêu bánh đi. Vậy thì theo anh Duy Khương, như thế nào là một cái bánh ngon? Để mà định nghĩa một cái gì đó xuất sắc nhất thì nó rất là khó, bởi vì quan điểm của mỗi người nó sẽ khác nhau. Nhưng mà riêng Duy Khương, một cái bánh ngon là một cái bánh mà nhìn là sẽ thấy bắt mắt trước đã, và khi mà mình vào nếm vào cái vị, nó phải là một cái vị nó thuộc về những cái gì mà gọi là yêu thích của mình. Ví dụ như Khương sẽ thích về vị ngọt béo. Có 4 giám khảo mà bây giờ mình lật tẩy được sở thích của một giám khảo rồi nha. Thôi thì mình lưu ý để đó nha. Và theo như thông lệ thì ba giám khảo đến đây sẽ đều mang đến một phần quà dành tặng cho hai thí sinh. Sao chị Phương Nguyên cười dữ vậy chị? Nghe tới quà mà cười dữ. Cười dữ. Ủa sao lại sợ? Sao nhận áp lực. Quà là người ta vui, nhưng mà đến chương trình này em nhận quà em sợ quá. Không, như quà hôm nay dễ thương. Dễ thương. Thôi vậy thì em xin mời chị Kiều Anh tiết lộ món quà ngày hôm nay coi liệu rằng nó có dễ thương như chị Kiều Anh nói hay không nha. Các bạn có nôn nóng hay không? Dạ có. 1 2 cái gì nữa vậy trời. Kiểu như kia.
đây là một cái tạc bị lỗi và nhiệm vụ của các bạn sẽ làm một chiếc bánh tạc hoàn hảo. Nhưng mà em thì em thấy cái còn một cái phần quà nó chưa có được tiết lộ. Thì không biết là cái phần quà này nó có phải là sự dễ thương tiếp theo mà hai thợ bánh của chúng ta nhận hay không? Một món quà mà hỗ trợ để làm nên chiếc bánh như ý, đó là khi mà các em làm bánh thì thành phần quan trọng chính đó là bột và trứng, và đường thì không thể thiếu được. Gửi đến các em nguyên liệu trứng gồm có trứng gà tươi và trứng vịt muối. Khi nói tới nguyên liệu trứng, ngoài cho chúng ta cái mùi thơm và màu sắc, còn cung cấp dinh dưỡng cho chiếc bánh của mình. Và chúc các bạn sẽ làm được như ý nha. Thì chiếc bánh này sẽ có những cái lỗi mà các bạn có thể nhìn thấy được và những lỗi mà các bạn không nhìn thấy được. Để tìm ra cái lỗi mà không nhìn thấy được đó thì các bạn sẽ được thưởng thức chiếc bánh này. Chị ơi, bây giờ tự nhiên mấy bạn được thưởng thức mà em đứng đây em cũng chạnh lòng, em muốn được thưởng thức được không chị? Rồi, mời em cũng muốn được tìm lỗi nữa. Rồi, mời là được rồi. Em lấy phần nhân, cái gì nó ngon nhất là nằm trong nhân. Em phải ăn chung với cả bánh đấy chứ. Có ngon không em? Nó cô liềm đi chị, nó rất béo chị. À, em biết rồi. Hết giờ rồi chị ơi, hết giờ rồi chị không được thử nữa. Chị Nguyên ơi, hết giờ rồi. Và với phần thưởng thức bánh vừa rồi thì cho chắc rằng là hai thí sinh của chúng ta cũng đã tìm được những cái lỗi sai ở bên trong. Mọi người đã hiểu rõ đề bài ở thử thách lần này chưa ạ? Hiểu rõ rồi. Và nếu như thí sinh không có bất kỳ thắc mắc gì về đề bài, các bạn sẽ có 60 phút để hoàn thiện thử thách của mình. 60 phút bắt đầu. Xài luôn. Cái bạn mà nói lúc đầu nói là em sợ thử thách lắm. Thật ra là xưa em đi thi, em là thí sinh, em cũng hay nói từ sợ. Nhưng mà những đứa hay sợ cái này sợ kia, nó không đáng sợ đó chị. Ý là cũng sợ mà người ta sợ. Đúng rồi, hay sợ sợ. Đó, coi kìa. Đó, bắt đầu rồi, bối rối nữa. Bạn kia người ta lễ từ từ, bà này bà lễ cái trứng trong cái dĩ vậy thấy không? Quá trời luôn, cái chuyên nghiệp. Trời luôn, cái chuyên nghiệp luôn. Đó. Dãy dĩ luôn á. Khi chị ăn cái bánh sao chị? Nói về cái ưu đó nghe. Bởi vì đây là cái mục đích của giám khảo tạo ra cái sự lỗi sai cho thí sinh. Nhưng mà lỗi sai này cực kỳ rất là thông minh. Theo tôi á, chiếc bánh tạc bị hỏng nhưng mà sự lôi cuốn trong chiếc bánh đó rất nhiều đối với tôi. Cái người mà làm chiếc bánh đó tôi tin chắc có một cái kinh nghiệm rất là cao và sâu, làm cho thu hút và diễn tạc được cái đề bài đến thí sinh. Ví dụ như chị nếm vào thì nó vừa vừa ngọt ngọt béo béo nhưng nó mặn, nhưng mà càng vô trong nó mặn nữa. Đặc biệt nữa là cái độ sệt của cái sốt đó cũng là điều quyết định nữa. Đó là vừa không chỉ là lộ cái sai là vị mặn, nhưng mà cần phải đòi hỏi nữa là cái sốt của cái bánh tạc đó mà với trứng vịt muối thì phải như thế nào. Đúng không anh? Dạ. Thôi thì em hỏi anh Khương trước đi, trước khi chị Oanh tiết lộ. Anh Khương hồi nãy anh nếm thử ra anh cảm thấy như thế nào? Trời ơi, thật cảm giận. Em không biết là cho em hỏi là cái này là cái thiết kế chủ đích của mình làm ra cái thiết kế gọi là nó tan chảy như vậy hay là... Bị hư. Cảm bánh rồi. Thật ra em không có cảm nhận gọi là... không biết hư là đây là... Hư cho đẹp. Vậy hả? Không biết mọi người sao nha. Riêng như Khương thì Khương thấy là nếu mà cái bánh đó mà em làm thì người ta sẽ nghĩ là em làm bị chảy hay bị đổ. Nhưng mà đầu bếp làm hoặc để trong một cái tiệm bánh đó, thì em sẽ nghĩ đây là cái thiết kế kiểu như là chảy, nhìn cho nó bắt mắt, nó ngon miệng. Quá giống như là va chảy đúng không? Đúng rồi, bánh hơi chảy. Thì em thấy là nó ngon về phần nhìn rồi đó, có như thiết kế rất đẹp. Em không có em không nghĩ là nó sai. Nhưng mà cái sai của em là khi múc một cái muỗng quá to thì người ta trải nghiệm, người ta ăn thử thôi, ăn một miếng thôi. Em ăn thí dụ ăn trải nghiệm cái chuyện không phải ăn trải nghiệm. Em ăn một muỗng to thật sự, ly nước này là không phải của em. Đáng lẽ là em một cái bình 5 lít mới là của em. Rồi em ngậm như một cái miệng của em nói là ngọt liệm nhưng mà em run á. Nó ngọt liệm đi chị. Nó gió ngượng miệng á chị, em rung á chứ không phải là cái độ sượng sượng bánh mà nó sượng cái lôi đâu. Sượng sượng ngại á. Cái khuôn của em như kim thì mất rồi. Qua lấy cái khuôn của em không? Cả kim đều mất luôn chị ơi, chứ không phải mình em. Em cũng không có luôn. Vậy em muốn lấy lại không? Dạ có. Dạ có. Ngay bây giờ hai thợ bánh của chúng ta sẽ phải thực hiện một thử thách đến từ chương trình để nhận lại khuôn bánh của mình. Nữa hả chị? Nữa hả? Trời ơi. Nhức cái đầu. Và
với thử thách lần này dành cho hai thợ bánh của chúng ta, ban tổ chức tặng cho mình hai cái cặp kiến mới một tí xíu. Và thử thách lần này sẽ là bịt mắt ăn sữa chua. Chị Kim sẽ là người đứng phía sau. Em đeo lên cho chị Nguyên nha. Trời ơi, chị Kim sẽ trở thành đôi tay của chị Nguyên ăn sữa chua. Rồi. Cái miệng đây nè, cái miệng này. Thôi, thử thách bắt đầu. Đút vô đi. Em ơi, cái quán tính mình cái gì tới miệng là cứ hả miệng ra cho anh. Đúng em ơi, quán tính của mình là hả cái miệng to lên. Thôi nuốt không kịp. Rồi bà nói cái tật nó đúng. Tự ra thôi nuốt không kịp. Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? Trời, hết tiếng chưa vậy? Gần hết rồi. Giết một muỗng như muỗng canh vậy đó em. Rồi kết thúc. Ôi trời đất ơi, tự nhiên cái khuôn nằm trên bàn của em vậy mọi người. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Em nói dối mà em ngụm miệng á chị. Ủa em lấy hả? Thôi đâu có hết đâu. Hai đứa, tin anh không? Hai đứa. Xem lấy khuôn của bạn. Thật ra người ta nói thử thách là thử thách phải thử cho tới. Nhưng mà nhờ vậy sẽ thấy các bạn rất là gọi là nhanh trí và phát hiện mức hay liền ha. Thì quay trở lại chủ đề ngày hôm nay của Siêu Bánh. Với em thì Trứng là một cái người bạn rất là thân thuộc của các thợ bánh của chúng ta đúng không ạ? Chị có thể chia sẻ thêm về phần quà ngày hôm nay chị mang đến cho mọi người không ạ? Thường á, cái Trứng quyết định cái độ béo, cái mùi thơm, gọi là cái men, sức hút của chiếc bánh đó ngoài những cái nguyên liệu kèm theo. Khi mình nấu ăn á, có thể mình gia giảm theo cái sáng tạo. Nhưng với chiếc bánh, dù em có sáng tạo như thế nào, em phải chuẩn về cái cơ bản của công thức bánh. Người ta chú ý về cái định lượng của quả trứng. Bởi vì cái định lượng quả trứng nó sẽ giúp cho chúng ta chính xác về cái công thức. Và màu sắc của trứng cũng giúp cho chúng ta có những cái bạc, bạc bánh màu tự nhiên. Và cái độ xốp của cái bạc bánh cũng phụ thuộc vào cái trứng nữa. Cách lựa trứng rất là quan trọng. Thì mình phải chọn nhà cung cấp nguyên liệu uy tín. Trong cái sản xuất người ta có ngày sản xuất hạn sử dụng. Trứng thường sử dụng trong khoảng từ một tuần thì cái vị nó rất là ngon. Việc thứ hai nữa là cái dinh dưỡng của trứng. Ví dụ như là DHA hay là protein ở trong trứng. Bây giờ cái sức khỏe là rất quan trọng. Thì cái nguồn nguyên liệu cũng quyết định đó là trứng, mà trứng sạch nữa cơ. Từ khi mà mình nuôi con gà đẻ ra trứng, rồi đến khi xử lý trứng có cả nhà máy để có những cái máy để mà sàng lọc trứng về vấn đề nhiễm khuẩn vân vân. Một quả trứng nhưng mà cả một cái công đoạn dài về nguyên liệu trứng đối với chị rất là ấn tượng. Nhưng mà em thấy là có một rất là trứng bình thường thì mình rất là dễ xử lý, với lại việc định lượng nó cũng dễ dàng hơn. Nhưng mà có một loại trứng đặc biệt là trứng muối chị. Đối với trứng vịt muối á, thì có hai cách làm. Theo truyền thống thì mình phải ủ tro. Khi mà mình ủ tro theo truyền thống thì cái vị mặn của muối nó sẽ được chuẩn. Trứng muối mà theo hiện đại á, là mình ngâm nước muối thời gian để làm trứng muối rất là nhanh. Thì cái chất lượng của đó cũng sẽ có một cái phản ứng lại. Đối với những cái trứng muối mình làm bánh mà hơi vị mặn á, thì cái điều phối của cái sốt và cái xử lý trứng khá quan trọng. Chị Tịnh Hải thường rửa sạch trên vòi nước, sau rồi chị ao qua nước rừ và gừng nhẹ để khỏi bị mùi mặn. Và sau đó chị lại cho qua dầu ăn, rồi qua dầu mè nữa. Thì quá trình đó nó cũng giảm đi rất nhiều trong cái mùi tanh và cái vị trứng mặn. Dạ, wow. Nhân bánh của mình sử dụng kim chi và lòng đỏ trứng omega 3 và lòng đỏ trứng muối. Cái lòng đỏ omega thì nó sẽ mang lại cái màu đẹp hơn, và cái lòng đỏ trứng muối thì nó sẽ mang cái vị béo bùi. Chiếc bánh mình mong muốn mang tới ban giám khảo là một chiếc bánh hơi có vị mặn mặn một xíu của trứng muối và cái vị chua nhẹ của phần phô mai. Mấy cái chén này là chén sô-cô-la. Mình dùng để mình trang trí trên mặt bánh. Nhưng bánh tạt của mình là ngày hôm nay là sẽ gồm có răng chi băng trứng muối, với lại ăn với lại kèm với kem phô mai mặn. Kem này
này của mình làm là mình có trong đây có lá chanh, cream cheese, whipped cream và sô cô la, không hề có đường, trồng toàn layer sô cô la thì rất là khó. Và nó đòi hỏi kỹ người có kỹ thuật, chứ nếu như bạn sơ hở một tí là bạn sẽ bị gãy cái miếng nó liền, vì miếng nó dày có 2 ly thôi, rất là mỏng. Thời gian đã hết. Với thử thách mà ban giám khảo mang đến, hai thợ bánh của chúng ta sẽ mang đến điều gì bất ngờ? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm từ ban giám khảo. Xin mời. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của thợ bánh Phương Nguyên. Xin mời chị. Kính thưa giám khảo, là em làm chiếc tạc trứng muối với ăn kèm với lại kem phô mai mặn, mà kem phô mai là của em lạnh lạnh chứ em không có trộn chung vào với trứng muối. Em tách ra làm hai phần. Phần dưới cùng á là em làm tạc hạnh nhân. Phần kế tạc hạnh nhân á là frangipane trứng muối, và trên cùng á sẽ là một lớp kem phô mai béo và ngọt nhẹ. Cái độ ngọt của phô mai là em lấy từ sô cô la, em không bỏ một miếng đường nào vô hết. Và trong cái phô mai của em là em có cho một ít lá chanh để tạo dậy cái mùi hương, vì lá chanh mà đi chung với trứng muối thì nó rất là hợp. Còn về phần trang trí thì đây cũng là một cái cách thể hiện cái phong cách làm bánh của em, tinh tế nhưng nó cũng rất là phức tạp. Bởi vì đây là sô cô la em làm các lớp, mình nhìn từ trên nhìn xuống thì giống như là những cái 3D, và chiếc bánh này đang thể hiện là màn đêm. Em nghĩ là không phải vì riêng bản thân em mà cũng sẽ có nhiều người giống như em, và khi mà đêm xuống rồi, đèn tắt hết rồi, mọi người đi ngủ hết rồi, tất cả mọi thứ đều im lặng, thì em cảm giác lúc đó là con người em nó bừng lên cái sự sáng tạo nhiều nhất. Cái mặt trời này đó chính là trứng muối em nghiền nhuyễn và em trộn với lại sô-cô-la trắng tạo vị ngọt, và trứng muối thì nó có hơi bùi bùi trong đó. Đấy là cái phần trang trí của Nguyên thì là nó ứng dụng khá là nhiều kỹ thuật về sô-cô-la ở trong đó, nên là nếu như mà bạn nào không thực sự là hiểu biết về sô-cô-la thì sẽ không làm được. Cái bánh rất là táo bạo, nhiều tầng nhiều lớp, mà không phải ai gọi là mới làm bánh cũng dám làm nha. Nghĩa là phải kinh nghiệm, kỹ năng, đồ cứng dữ lắm. Bạn sử dụng bao nhiêu trứng muối bên trong? Dạ, em không có đếm số lượng. Em lấy ra rồi em xay nhuyễn xong rồi em mới trộn vô, cho nên là em chỉ biết gram thôi chứ em không có biết cái số lượng quả trứng. Bánh của bạn vị rất là ngon. Chỉ tiếc chút xíu là hơi bị khô cái phần ở dưới. Nhưng mà ăn với lớp ở trên thì nó mướt. Dạ, cái phô mai. Nhìn bên ngoài á rất là bắt mắt, rất là đẹp. À, ý tưởng rất là tuyệt vời, rất là sáng tạo. Chị ăn mặt trời của em đi. Tâm tư tình cảm của em. Đúng rồi, ông mặt trời. Dạ. Chị dùng ông mặt trời ngay từ đầu. Dạ, em bắt chước chị. Em bắt chước chị, em thấy có cái con gà ở trên á, em muốn làm một cái gì đó nó hơi khác biệt chút xíu chứ không phải hoàn toàn là chị. Cho chị hỏi là em phát hiện ra cái lỗi gì khi mà em dùng chiếc bánh của ban giám khảo? Dạ, em ăn vào cái phần nhân thì em thấy nó bị mặn. Còn cái phần tạc thì em ăn nó nghe có vị gừng, có hương gừng ở trong đó. Mà em không biết là gừng kết hợp với trứng muối gì nó có ổn hay không. Không phải gừng, bí mật sẽ được giữ lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm tiếp theo của thợ bánh Thiên Kim. Bánh của em là cái bánh đàn gà đang chơi trong sân. Em sử dụng bao nhiêu trứng muối trong cái bánh này? Em chưa có tính phần decor là em sử dụng 3 trái trứng muối. Cái lớp cỏ là em dùng fondant, còn hoa là em dùng kem topping, em bát lên. Dạ. Khi nãy thưởng thức cái bánh thì em cảm thấy là cái lỗi của cái bánh giám khảo đem đến là lỗi gì? Em thấy nướng nó bị quá lửa, bánh, cái vỏ bánh rất là cứng, với lại cái phần nhân nó ở phần dưới nó mặn quá.
Cái phần trang trí của bạn Kim thì nó hơi đơn giản, nó cũng không có khó khăn với mọi người. Và cái chi tiết của chương trình thì đang tìm kiếm một siêu bánh, và mình nghĩ là cái phần trang trí của mình nó cũng lạ. Nó không bị trắng, chín hết chị. Chưa chín đâu, chưa chín. Được chắc. Cái nhân của bánh tạt rất là hấp dẫn, rất là ngon. Bởi vì em kết hợp với nguyên liệu là green tea là có cái vị chua béo đó. Dạ. Của phô mai với cái trứng vịt muối thì làm cho cái trứng vịt muối nó dậy lên. Và khi bỏ vào trong miệng á thì nó tan quyện và nó có cái vị chua chua ngọt ngọt bùi bùi của trứng vịt muối, rất là làm cho khách sẽ nhớ tới cái món bánh của em. Nhưng mà cái vỏ tạc của bạn chưa chín và cái trứng muối ở trên chưa chín luôn. Ngay bây giờ sẽ là phần chấm điểm và hội ý từ ban giám khảo. Đến với kết quả thì Ngọc Châu xin mời giám khảo có thể chia sẻ về cái đáp án mà ngày hôm nay chị mang đến cho thí sinh của chúng ta được không ạ? Cái lỗi mà chúng tôi tạo ra trong cái bánh, thứ nhất là bánh bị cháy, thứ hai kết cấu của cái đế tạc đó bị rời rạc do tỷ lệ nước, bột, sữa, trứng không đồng nhất với nhau. Kem củi ở trong là quanh sử dụng 3 lớp. Lớp đầu tiên là lớp phô mai, sau đó là lớp trứng muối, và tiếp đó là lớp trứng và phô mai. Ở giữa đó rất là mặn. Quanh thấy các bạn làm là các bạn sẽ mình nướng xong rồi mình rây trứng muối. Đa số mọi người sẽ nghĩ rằng là mình nướng xong rồi rây, nhưng mà tùy cái loại bánh để mình ứng dụng để mình làm cho phù hợp. Cái cách làm mà để giữ được cái hương vị thơm của trứng muối, mình sẽ xử lý phô mai trước với sữa, sau đó mình mới cho vào trong trứng, cho vô máy xay tố xay lên, sau đó xên lửa cực kỳ nhỏ cho nó độ sệt lại, thì cái vị béo nó vẫn còn và nó đã gần chín chứ không chín hoàn toàn. Thì khi các bạn nướng, đầu tiên là mình sẽ nướng đế tạc trước, sau đó mới cho kem vô, xong các bạn nướng tiếp, mình sẽ cho từng lớp một, hoặc là mình sẽ cho chung một lớp luôn, xong nướng 5 phút cho tạt xe lại, sau đó bạn sẽ quét nhẹ cái lớp trứng ở trên, thì lúc đó bánh nó sẽ hoàn và cái mùi nó sẽ dậy lên rất là thơm. Bánh của bạn rất là đẹp, cái vị giác đã có, nhưng chỉ có điều cái khứu giác nó không đã cho cảm giác nhìn là muốn ăn liền. Các bạn khắc phục được lỗi đó thì bạn quá tuyệt vời. Vân Anh có cái sự chia sẻ trước nhận xét cho bạn Kim. Cái nhân trứng muối của em rất là ngon, nhưng mà chị rất là tiếc là cái phần vỏ của cái bánh tạt với lại cái trứng muối ở phía trên em trang trí á, khi mà em đưa vào lò em nướng á, thì em tính từ lúc em bấm lò cho tới lúc nó ra thì cái nhiệt của cái lò nó chưa có đủ, nên nó chưa có được chín hẳn hoàn toàn. Mình phải mở lò cho nó nóng trước, đúng không? Và trang trí thì nó khi mà kem hay là nguyên liệu trang trí nó phải phù hợp với lại cái bánh của mình. Thì fondant với lại cái kem top á, thì nó lại có vẻ nó không đi ứng với lại cái bánh tạt trứng. Còn giám khảo Tịnh Hải thì sao ạ? Đối với tôi thì cái bánh của em Nguyên á, rất là trang nhã và hài hòa. Thứ hai là nhờ cái thiết kế bánh đó, em cũng có mang dụng ý là cái độ ngọt thanh, đặc biệt cái tạt á, là em sốt và không có bị bể. Bởi vì khi mà bánh tạt là sự cân nặng của cái nhân bánh á, phải kết hợp với cái bạc bánh tương đồng. Thì tôi thường hay đưa cái miếng bánh tạt của bạn trên một cái chiếc muỗng của tôi để cân cái điều đó. Thì bạn đã hoàn thành cái sai mà giám khảo muốn bạn sửa chữa. Em mời anh Khương đi sẽ nhận xét chút xíu về cái độ sáng tạo của hai chiếc bánh ngày hôm nay như thế nào ạ? Khi mà nhìn hai chiếc bánh thì cảm giác của một người khách hàng thì Khương sẽ muốn mua luôn hai chiếc bánh, bởi vì cái thiết kế của bạn nào cũng sẽ có một cái màu sắc riêng, và đặc biệt nữa là mỗi cái thiết kế nó sẽ mang theo một cái gu của từng người. Cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Và trước khi đến với kết quả thì Ngọc Châu cũng xin thông báo rằng là người chiến thắng ở thử thách đầu tiên sẽ là chủ nhân của đặc quyền đặc biệt. Các bạn có thể lựa chọn một trong hai lựa chọn như sau. Đầu tiên là đóng băng 5 phút của đối thủ. Thứ hai là bạn sẽ có thể nhận được một sự hỗ trợ từ giám khảo. Bây giờ Ngọc Châu xin phép mời giám khảo sẽ công bố người chiến thắng trong thử thách đầu tiên. Và người chiến thắng của thử thách đầu tiên sẽ
sẽ là chủ nhân của đặc quyền đặc biệt ở vòng tiếp theo. Ngày hôm nay, thử thách tiếp theo mà ba giám khảo mang đến cho hai thợ bánh của chúng ta sẽ là gì ạ? Ở vòng này thì các bạn sẽ được thử thách để nâng cao cái năng lực trong cái nghề bánh của mình. Các bạn không chỉ làm một món bánh. Mà các bạn sẽ làm 5 món bánh. Ôi trời ạ. Trong đó có 4 loại bánh mình sẽ được chọn. Trong 6 cái loại bánh như trên, 1 là bánh su kem, 2 bánh Việt, 3 bánh flan, 4 bánh muffin, 5 bánh chay, 6 bánh bông lan cụ. Quá khó. Thật sự quá khó. Mình nghe là mình quẩy hồn liền. Bây giờ trừ cái cuộc thi này ra là mình chưa bao giờ mình làm 3 loại bánh mà trong vòng 2 tiếng là cũng chưa có luôn, chứ đừng có nói chi mà từ 5 đến 7 loại. Nhưng thử thách sẽ không dừng lại ở đó. Thử thách chồng thử thách. Sẽ có thêm một loại bánh thứ 5. Các bạn sẽ làm cái bánh thứ 5 đó theo giám khảo Vân Anh. Có nghĩa là mình nhìn thao tác của chị. Đúng làm. Rồi. Chính xác. Đây là chương trình tìm kiếm Superman. Phải canh thời gian rất là chuẩn và kỹ thuật cũng phải chính xác. Nhưng mà cố gắng thì sẽ làm được. Mình cảm thấy chán quán luôn. Mình lo cho mình và lo cả cho Kim nữa. Nếu như không còn bất kỳ thắc mắc gì, ở thử thách này chúng ta sẽ có 120 phút để hai thợ bánh cùng nhau vượt qua. Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Và ngay bây giờ sẽ là chiếc bánh làm cùng giám khảo Vân Anh. Rồi, đầu tiên là mình sẽ đánh kem topping trước để mình chà lá nha. Rồi, bây giờ mình mang bao tay để mình cắt bánh nha. Kem chia làm 3 lớp và mình trét mứt vô trong bánh. Với chị Tịnh Hải thì chị thấy 120 phút mà 5 loại bánh như vậy khó không chị? Chị mới nghe đề bài thôi là chị đã khủng hoảng. Chóng mặt thì xin lỗi cho mình, cái gì mà nó kịp đúng không? À, mặc dù là chị nấu ăn rồi thử thách áp lực cũng rất là nhiều mới ngồi ở đây. Dạ. Tuy nhiên mà chị mà đặt quay trở lại như các bạn đó là chị thấy chị chóng mặt lắm luôn rồi đó. Thực sự nếu mà chương trình này các bạn thi xong ra là thành siêu bánh rõ ràng luôn. Và cái sự trải nghiệm này, áp lực này cũng như môi trường này làm cho các bạn sẽ cứng cáp và giống như một cái người mà đã được luyện tập tu luyện cho những cái kỹ năng rất là nhiều. Chị thì chị này, chị sẽ chọn bánh Việt, muffin, bánh lăn, bánh lăn cuộn. Nếu là chị, đúng 4 cái. Tại vì sao bánh Việt? Tại vì thật sự ở đây mình sẽ có gì? Lò nước, nồi chiên không dầu, mình có thể sử dụng cả lò hấp. À, mình làm cùng lúc hay đúng hai rồi. Cái. Đúng rồi, một lần diễn ra. Đó, mình sẽ chia ra. Rồi xong lò hấp, mình sẽ làm bánh Việt. Bánh Việt mình sẽ làm lò hấp. Rồi mình sẽ nướng, còn bánh cuộn. À, bánh cuộn thì cũng nhanh. Đúng nhanh, rồi. Nhanh. Trong thời gian nướng cái kia thì mình cũng đúng không làm đây. Chính xác, còn mình tạo hình. Nếu là chị sẽ xử lý cái đề giống vậy. Thành hình gì chị? Cắt thành hình côn. Có nghĩa là đáy ở dưới sẽ nhỏ và mặt ở trên sẽ lớn hơn. Dạ, em hiểu rồi. Các em nhớ để cái mặt phía trên nó có hơi bằng một chút. Chúng ta sẽ có một cái bánh ở trên nữa. Các em sẽ đưa lên cái trục mà giám khảo đã chuẩn bị sẵn ha. Rồi, trước khi mình làm các em kiểm tra coi cái trục mình nó có chắc hay không nha. Và mình sẽ bắt đầu mình đưa cái bánh mình vô cẩn thận coi chừng cái bánh mình nó có thể nó bị nứt. Nên thành ra các mình nên khoé một cái lỗ ở giữa nha. Coi chừng bánh nó bị nứt. Rồi, xong khi xong rồi á, các em sẽ có một cái đế nhỏ hình tròn như thế này. Thì mình sẽ cắt cái bánh làm sao cho nó có cái đế nhỏ nhất là bằng cái đường kính của cái hình tròn này ha. We'll be right back.
mình đưa tiếp tục lên ở trên cái bánh của mình nha. Các em nhớ mình khoét một cái lỗ để lát nữa mình sẽ chồng thêm một cái trụ này nữa. Mình láng bánh. Rồi các em cắt tỉa thành một cái cốc két nhỏ phía trên luôn. Cái bánh của ban giám khảo đưa nó dễ thì cũng không dễ, mà khó thì cũng không khó. Chỉ là cần sự chính xác và khả năng sáng tạo thì sẽ tạo nên sự khác biệt hơn so với cái bánh của ban giám khảo. Của các bạn làm cùng với ban giám khảo đã hết. Ngay bây giờ sẽ là thời gian tiếp tục dành cho các thợ bánh hoàn thành nốt những chiếc bánh còn lại của mình. Thì lúc đó mình lo tập trung, mình nhìn giám khảo Vân Anh làm mà mình cố gắng bắt nhịp cho kịp, cho nên là mình cứ tập trung vì mình cũng không có nghĩ là thời gian nó trôi qua nhanh đến như vậy. Mình chọn bánh lăng, bánh phin, bánh cuộn với lại bánh su. Mình chọn muffin bánh Việt, rồi bánh flan với bánh bông lan cuộn. Hiện tại thì muffin đang ở trong lò rồi, bây giờ mình đang chuyển qua món bánh Việt. Công thức bánh lăng của mình là có đặc biệt hơn và có béo hơn một chút xíu nhờ cái trứng gà omega 3 kết hợp với lại nước cốt dừa. Dạ chị ơi, mới được có khoảng 70% thôi. Dạ. Em ổn không? Dạ cũng không ổn lắm chị ơi. Cố lên không xong. Cái này chưa đạt đâu, phải tí nữa. Lên màu nó mới đẹp. Trong quá trình làm, chị đánh giá hai bạn thí sinh như thế nào ngày hôm nay chị? Hai bạn có cái sự quan sát cũng rất là tốt. Trong cái bánh này thì Vân Anh kết hợp giữa làm kem và làm đường để cho các bạn có cái sự phân phối thời gian cho nó kịp giờ. Có những cái khâu mà khi mà mình đề cập tới thì các bạn có thể xử lý trước, ngay cả nhiều khi giám khảo cũng làm sau các bạn đó. Cái chiếc bánh này là cái phần nào khó nhất hả chị? Cái phần khó nhất là cái phần mà treo lơ lửng ở trên, mà nó phải an toàn khi mà mình dời đi. Vẫn nói các bạn là làm nhỏ thôi để cho nó an toàn. Thì Phương Nguyên làm khá tốt, có nghĩa là bạn làm nhỏ vừa. Còn cái bánh của bạn Kim thì nó hơi to quá, nên thành ra là mình phải gia cố thêm bằng sô-cô-la cho nó chắc lắm. Mà em quan sát xa xa, em thấy hai chiếc bàn được set sẵn, hai set decor rất là khác biệt, gọi là đối lập hoàn toàn luôn. Mọi người đang thấy chúng ta có hai bàn tiệc bánh ngọt với hai phong cách khác nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm nếm của ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn tiệc bánh ngọt của thợ bánh Thiên Kim. Thì hiện nay giới trẻ rất là thích đi camping, là tìm về thiên nhiên để chữa lành tâm hồn. Cho nên là em muốn mang đến món bánh ngọt này những cái gì mộc mạc nhất mình có thể cảm nhận được từ sâu trong tâm hồn của mình. Bàn tiệc của mình thiên về thiên nhiên, thiên về những cái gì mộc mạc nhất. Chắc có lẽ là cho thêm chút hoa cho nó tươi tươi tí. Thì nó hơi buồn, hơi trầm tư một xíu. Đây là bánh chê hấp, mình sẽ ăn kèm với nước cốt dừa và mè rang. Đây là bánh muffin và em
có cho một xíu mứt quả mọng để nấu với giấm và tiêu để nó tăng cái hương vị chua chua ngọt ngọt. Bánh bông lan cuộn thì em sẽ không có sử dụng cái lòng đỏ mà em sẽ sử dụng hoàn toàn bằng lòng trắng để nó giữ được cái màu xanh của hoa đậu biếc. Ở trong thì là em lớp jelly ổi hồng ăn kèm với lại whipping. Nếu mà mọi người ăn kỹ một xíu thì cái mùi sẽ nhận ra cái mùi của hoa đậu biếc nó rất là nhẹ và rất thoang thoảng ở trong cái khoang miệng của mình, rất là hay. Đây là bánh flan. Ở trong sữa thì em đã có hoa màng phơi khô tăng cái hương vị của thiên nhiên. Đây là bánh kem. Bánh làm cùng với chị Vân ăn thì ở trong cốt là em sử dụng cốt bánh Red Velvet và ăn chung với mứt mơ. Còn về phần nước để refresh lại vị, mời mọi người uống một loại thức uống là soda pha với sữa chua uống. Em có sử dụng một chút quýt với lại hoa nhài. Chị Vân Anh ơi, nhìn chiếc bánh này trước thì chị so sánh với tác phẩm của chị thì như thế nào ạ? Về cái hình dáng thì cũng gần tương tự đó em. Màu sắc thì có phần nổi trội hơn một chút. Cái này thì có thể là do nó nặng quá nên thành ra mình phải ngắt cái đuôi đúng không Kim? Cái bột trong cái bánh kem này là em dùng bột gì vậy? Dạ em dùng bột năng pha với lại bột nếp. Ai dạy cho em món này? Cái này là mẹ em là người gốc Huế. Cho nên là em muốn gửi đến mọi người cái món bánh là cũng là tuổi thơ của em, là mẹ em hay làm cho em ăn vào mỗi năm, là vào ngày 5 tháng 5. Thì thay vì bên cạnh nấu chè kê thì mẹ em còn làm cái bánh này cho em ăn. Mẹ mình là người gốc Huế cho nên là pha trộn giữa miền Trung và miền Nam, thì miền Nam thì mọi người sẽ ăn với nước cốt dừa cho nên là mình sẽ mix lại với nhau. Cái nước cốt dừa rất là ngon. Đúng rồi. Nước cốt dừa rất ngon. Và em xử lý cái kê rất là tuyệt vời, là có vị là không quá mềm mà cũng không bị sượng. Yeah. Và cái tỷ lệ bột nữa. Yeah. Tuy nhiên là cho mềm một chút. Đúng rồi, hơi dai chút. Hơi dai. Anh ơi. Bánh flan rất ngon em. Trời ơi, em kia ăn ngon. Chị nói là em nôn quá. Chị thấy là Kim mất làm bằng sữa hạt. Mà cái sốt mất bên ngoài của bánh flan ngon quá đi. Đúng rồi. Và sau khi mà thưởng thức mình có suy nghĩ như thế nào ạ? Em là gọi là tín đồ bánh lăng. Ngày hôm nay ăn một cái vị rất là lạ. Ăn mình cảm nhận được là nó sẽ tan, chứ không phải là nó bị bể đạt trong miệng mình. Và em thích nhất là cái mứt á, nó rất là hợp với lại cái bánh lăng luôn. Nói chung là theo em nha, cảm nhận em món bánh lăng như vậy em rất là thích. Em 10 điểm. Dạ. Vậy thì chị Tịnh Hải như thế nào ạ? Về cái bánh Việt Nam, bánh kê. Đây là một cái bánh truyền thống của người miền Trung và cụ thể là người Huế trong ngày Tết mùng 5 Đoan Ngọ. Thường thường theo cái văn hóa của người miền Nam á, thì sử dụng nước dừa trong bánh. Cho Huế thì là ít khi sử dụng. Tuy nhiên là có một cái sự hòa hợp là bánh kê với cái nước dừa thì mà em lại có chế biến trong nước dừa nữa, là có sự béo này, ngọt, mặn và có cái hành lá. Chỉ góp ý nhà thôi là cho cái bột năng á, nó loãng hơn chút nữa thì nó sẽ mềm mại. Và đặc biệt ấn tượng với đó là trình bày cái buffet bánh gần gũi với thiên nhiên, mộc mạc đơn giản nhất. Với một cái tuổi trẻ như vậy thì chị rất là ấn tượng và tự hào về em. Về cái phần bánh lan cuộn của bạn kết hợp chung với lại ỏi hồng, vị rất là tuyệt vời. Theo đúng, nếu một cái bàn tiệc mọi người sẽ ăn nhiều thứ chứ không phải ăn một, nên là sẽ là hơi bị to. Cảm ơn chị Oanh. Và chị Vân Anh thì sao ạ? Chiếc bánh này thì hôm nãy Vân Anh đã nhận xét rồi, kết cấu khá chắc vững ha. Chiếc bánh muffin của em á thì đúng là ra hình dạng muffin. Và em có sử dụng 5 loại trái cây rất là khéo léo ở trong cái chiếc bánh này. Có thể do không quen lò hay sao thì nó hơi bị khô nha. Cảm ơn những chia sẻ từ ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bàn bánh ngọt của thợ bánh Phương Nguyên. Khoan nói đến cái phần vị và cái phần hình thức đó, là mình và bạn Kim cũng đã chạy đua với chính bản thân và chính cái thời gian áp lực đó. Mình cảm thấy là hai tụi mình cố gắng rất là nhiều và mình cảm nhìn cái bàn tiệc mà mình cảm thấy rất là mãn nguyện luôn. Hôm nay em mời giám khảo đến với một bàn tiệc của một gia đình nhỏ. Trước khi thưởng thức, em có một trò chơi nho nhỏ. Thật muốn được ăn phải thử thách. Em có một bảng chữ xếp theo những thứ tự ngẫu nhiên. Và mấy anh chị hãy ráp nó lại thành một từ có nghĩa. Dạ, thôi em thấy chị giơ tay là em biết rồi. Ê, em cũng biết rồi. Dạ.
Thì em xin bật mí cái chữ này. Thì đây là một bữa ăn dành cho gia đình, cho nên trong đó nó cũng sẽ có những tiếng cười, những trò vui nhỏ. Em có làm những cái món bánh thì người lớn ăn được và trẻ em cũng ăn được. Với bé thì em có làm món bánh cuộn có hình chú thỏ, sử dụng bông lan mềm mịn. Bên trong em không có sử dụng nhân mứt chua mà em sử dụng cream cheese kết hợp với lại sữa chua, tạo lên một cái vị ngọt nhẹ và chua nhẹ luôn. Với phần bánh lăng thì em sử dụng nước cốt dừa để kết hợp với lại cái trứng gà omega 3 và em có sử dụng thạch cà phê để mình ăn kèm. Muffin thì em sử dụng trà xanh, bên trong có nhân phúc bồng tử. Ở mặt em xài crumble hạt điều. Bánh su này là em làm su nhân hạt dẻ cười, mứt cherry. Dạ, em mời mấy anh chị thưởng thức. Mà theo em thì mình sẽ thưởng thức từ cái nào trước? Chị nên ăn từ cái béo, bánh bông lan tạo hình và bánh flan. Sau cùng thì chị hãy thưởng thức đến những vị chua nhẹ. Cái bánh mà thử thách chương trình đưa ra cùng với giám khảo Vân Anh thì nó có gặp khó khăn nhiều không chị? Theo như em biết thì đây là một là cái cupcake mẹ ở dưới và một cái cupcake con ở trên. Cho nên là em đã cố tình em làm những cái sạc vân để cho nó giống như là cái vân của cái giấy cupcake thật. Dạ, rất là tinh tế. Cái đuôi của cái bao bánh rất là đẹp. Vì em là em bé nên thôi em ăn thỏ trước đúng không? Em ơi, em sẽ rất là tiếc nuối khi mà không ăn bánh lăng đầu tiên. Em ơi, cho anh xin luôn công thức bánh lăng. Bên kia anh cũng xin, bên đây anh cũng xin. Để kinh doanh hay sao? Không phải, có nghĩa là em tìm được hai cái món bánh lăng mà nó khác vị nhau mà ngon, ngon hoàn toàn luôn. Mà em rất là tinh tế ha. Cái con mắt của con thỏ này nè, nó đậm và cái này là không có, là như đá lông nheo. Dạ đúng. Em dùng gì để pha màu? Cái đó là em dùng kem bơ. Bánh bánh thỏ thì nếu như mà bạn không có canh chỉnh thời gian hoặc là cái định lượng nó không đúng thì khi mà bạn cắt ra nó sẽ không ra được cái nét cắt gọn như vậy. Cái phần kem và cái phần bánh nó sẽ bị lem nhau, nó sẽ bị đổ. Nhưng mà khi mà mình cắt ra, mình cắt được 10 con luôn thì mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc. Mình ăn vị chocolate, rồi vị matcha, vị vani thôi, bây giờ ăn đến vị này nữa, rất là lạ. Mình có làm quả cherry nhúng đường. Mình sẽ lem cái đó, mình đặt ở trên cái bánh su kem. Nhưng mà mình cảm thấy là cái su kem của mình nó kích thước nhỏ, mà cherry thì kích thước to. Nếu như mình để lên thì sẽ phá hủy về phần ngoại hình của bánh su của mình. Cho nên mình quyết định là mình không để lên. Độ ẩm có rất là thơm. Bạn xài matcha của Nhật đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chị, cái này là lá non của trà xanh. Cái lá, sử dụng cái lá trà non. Người ta phơi xong rồi người ta tự sử dụng từ lá non á. Dạ, cho nên là khi mà nếu cái này mà em sử dụng để em làm kem á thì nó sẽ còn lợn cợn, cái lá nó không có tan được. Em có một cái vị để tăng cái độ chua ở trong cupcake đúng không? Dạ, đó là mứt khúc bồng tử à. Khúc bồng tử. Tổng thể cái bàn tiệc thì rất là tuyệt vời. Và giống như bạn chia sẻ là một gia đình đầy đủ tình yêu, có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, thật sự là rất ấm áp. Bạn rất là khéo léo khi đặt chú thỏ ở trung tâm. Bạn nhìn vô là ấn tượng đầu tiên, kể cả người lớn lẫn trẻ em đều sẽ nhìn vô là thích. Về hương vị thì rất tuyệt vời. Với thời gian 120 phút, bạn thật sự rất là xuất sắc. Với hai bàn bánh ngọt thì mỗi bàn đều có những cái thế mạnh riêng và ưu điểm riêng. Giám khảo chắc chắn là phải rất là đau đầu nha chị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hội ý và đánh giá từ bà giám khảo. Những thử thách đã vượt qua. Trước khi đến với phần kết quả thì Ngọc Trao xin phép mời bà giám khảo sẽ có đôi điều chia sẻ với hai thợ bánh của chúng ta ngày hôm nay. Cơ bản tất cả trong thời gian 120 phút làm như vậy là quá tuyệt vời rồi. Trong mắt quanh bạn đúng là một siêu bánh. Đúng như vậy. Thực ra thì Khương không có dám đánh giá. Nếu Khương đánh giá mọi người đánh Khương liền thì Khương có chuyên môn về ngành bánh. Nhưng mà cảm giác của mình là một cái người thực khách cũng gọi là đòi hỏi nhiều cái món ngon. Thì mình cũng thấy được là từ
khâu chuẩn bị, mỗi gu thì nó sẽ có khác nhau, mình không thể nào mà đưa ra yếu tố là ai chọn hơn ai được. Chỉ là mình quan tâm về cái khía cạnh muốn được nghe cái người đầu bếp chia sẻ những cái cảm xúc, những cái gửi gắm, những cái tình cảm vào đó, mình được nghe nhiều hơn, mình sẽ thích hơn. Và Phương Nguyên, chị đặc biệt là thích cái món cúp cát trà xanh, rất là thơm mùi trà xanh, và ở trong nó em pha trộn cái mứt á thì ăn rất là ngon. Còn cái bánh mà em tạo hình chung với chị á, khi mà em làm sô cô la chảy từ cái bao kem xuống á, thì em cho sô cô la nó lỏng hơn, tại vì ở đây nó đặc quá nên nó giống cái cây đèn cày thôi. Cảm ơn những chia sẻ của giám khảo Vân Anh. Các bạn, đối với tôi, nhìn nhận là tôi rất là thán phục về cái độ bền, về kỹ năng, về cái tư duy của bạn đối với cái những sản phẩm của bạn. Và giây phút hồi hộp nhất đã đến, Châu sẽ mời chị Tịnh Hải, mình sẽ công bố kết quả ngày hôm nay được không chị? Và khi công bố thì tôi nghĩ là tôi yêu các bạn rất là nhiều, nên cái phần này tôi xin phép là tôi chạy. Ủa? Không lấy chơi vậy? Sao chị đẩy cho em vậy? Vì em đã đi xuyên suốt cả một cái series của siêu bánh, thì em là cái người tuyên bố điều đó. Em đồng tình với chị Hải. Thay vì để một mình chị Oanh khó xử thì em xin mời chị Vân Anh khó xử cùng. Hai chị sẽ cùng nhau san sẻ cái gánh nặng lần này nha chị. Trong mắt của anh thì các bạn là những người thợ bánh tuyệt vời. Sao lại khóc? Tại vì một hành trình rất là dài rồi đúng không ạ? Thôi bây giờ cả hai mình sẽ gỡ xuống lòng, mình sẽ đội lại cho một người nha. Ok. Hay em nhắm mắt lại đi. Người chiến thắng của siêu bánh là Phương Nguyên. Bánh Phương Nguyên sẽ là thợ bánh tiếp tục đồng hành cùng với siêu bánh và sẽ bước chân vào vòng chung kết cuộc tranh tài để tìm ra quán quân mùa đầu tiên của chương trình siêu bánh. Rồi, cảm ơn chị Phương Nguyên và cảm ơn chị Thiên Kim về hành trình cũng như là những sự sáng tạo mà chị đã mang đến cho siêu bánh. Và cuối cùng, Ngọc Châu xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã luôn yêu thích và đồng hành cùng siêu bánh. Và đừng quên đón xem siêu bánh vào lúc 20:20 trên kênh HTV7 vào tối thứ tư hàng tuần. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.